chúng tôi đã qua tuổi thanh xuân, giờ trẻ là chúng tôi nhân chứng tin mừng. Chương nhân sống giữa cuộc đời, con sẽ đem tình yêu, đem tình yêu đến với mọi nơi. Tuổi trẻ là phải hy sinh, tuổi trẻ là biết quên mình, phải dấn thân phục vụ anh em. Tuổi thanh xuân sẽ trôi qua thật mau, nếu không dùng nên bạc mà sinh lợi thì có ngày Chúa sẽ lấy đi. Giới trẻ là chúng nhân với tinh thần dấn thân, không sợ gian khó. Chóp mặt nhẹ chúng tôi đã qua tuổi thanh xuân, giới trẻ là chúng tôi nhân chứng tin mừng. Sẽ là chương nhân tin yêu không ngừng loan báo Chúa tình thương đến ngàn phương và đến với quê hương. Tuổi trẻ là phải hy sinh, tuổi trẻ là biết quên mình, phải dấn thân phục vụ anh em. Tuổi thanh xuân sẽ trôi qua thật mau, nếu không dùng nên bạc mà sinh lợi thì có ngày Chúa sẽ lấy đi. Giới trẻ là chứng nhân với tinh thần dấn thân, không sợ gian khó. Chớp mắt nhẹ chúng tôi đã qua tuổi thanh xuân, giới trẻ là chúng tôi nhân chứng tin mừng. Giới trẻ là chứng nhân với tinh thần dấn thân, không sợ gian khó. Chớp mắt nhẹ chúng tôi đã qua tuổi thanh xuân, giới trẻ là chúng tôi nhân chứng tin.